Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 12 tháng Giêng, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, mời quý vị theo dõi tâm tư và hoài bão của nhà báo Phạm Trần trong sự nghiệp làm báo, phục vụ truyền thông của ông suốt hơn 60 năm, dọc theo chiều dài của lịch sử, từ ngày thể chế Dân Chủ Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam mới hình thành, để rồi nổi trôi cùng với mệnh nước trong hành trình tìm tự do của tập thể người Việt tị nạn. Trong phần 20 cũng là phần kết thúc tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa, chủ đề lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn từ năm 1954 cho đến nay, với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thưa nhà báo Phạm Trần, điều gì để nhà báo Phạm Trần sau hơn 60 năm và với một cái tuổi tác cao như vậy mà ông vẫn còn tận tụy cống hiến cho cộng đồng người Việt, để mà ông vẫn liên tục viết những bài báo phân tích chính trị, và còn hơn thế nữa là ông không hề lấy tiền nhuận bút từ những bài viết rất là giá trị của ông? Vâng, cái điều thứ nhất, tôi là cái người mê làm báo. Tôi thích được biết trước mọi người. Tôi tò mò. Thành ra tôi đi săn tin. Mà tôi khi săn tin được rồi, một mình biết rồi mà không ai biết đó, mà ngày mai cái bài báo của tôi đăng lên đó, mà mọi người phải chạy theo đó để mà khai thác đó, tôi mừng lắm. Tôi không có ganh tị với những người khác, nhưng mà tôi mê làm sao mình là cái người đầu tiên biết cái chuyện đó. Thế cho nên rằng mặc dù là cái thời gian mà Hiệp định Ba Lê tôi phải vào ngồi tù chỉ vì tôi tiết lộ 14 điểm thỏa hiệp giữa phe Mặt trận Giải phóng miền Nam và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà tôi vẫn hạnh phúc, tôi vẫn hãnh diện là với một mình tôi lúc đó mà tôi thắng tất cả làng báo Việt Nam và làng báo quốc tế ở Việt Nam lúc đó, ở Sài Gòn lúc đó. Thì tôi rất lấy làm hãnh diện. Thật sự ra nếu mà ở nước ngoài đó thì có lẽ tôi được một cái giải thưởng lớn lắm. Thứ hai nữa là khi mà đọc những bài báo của người Cộng sản, họ nói chuyện này nói chuyện kia, họ nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà họ cứ nghĩ rằng là họ nói xong đó là chữ nghĩa nó bay đi mất, không có ai nhớ nữa. Nhưng mà họ nhầm một chỗ, là những cái điều mà họ nói năm ngoái với năm nay đó, nó chống chọi nhau, nó ngược nhau. Có nhiều khi chữ nọ đái chữ kia. Ông nói gà bà nói vịt, trên bảo dưới không nghe. Ví dụ như thế. Tôi thấy cái điều đó rất thú vị, để mình khai thác, để mình viết ra cho mọi người thấy là cái sự trái khuấy của những cái lời nói của Đảng, của nhà nước, của lãnh đạo mà nói với dân như thế thì bây giờ dân biết nghe ai. Nói ví dụ như vấn đề tham nhũng, như tôi nói, lúc nào cũng còn nghiêm trọng, tinh vi và phức tạp. Những chuyện đó là chuyện nói từ năm này qua năm nọ. Cái chuyện thứ hai nữa, thí dụ như vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng đưa ra từ khóa Đảng thứ bảy thời Đỗ Mười cho đến bây giờ là khóa 13, mà bây giờ vẫn còn xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thì bởi vậy cho nên tôi mới viết bài báo, tôi nói càng xây càng chống càng siêu, càng xây càng đổ, là như vậy. Là vì họ nói họ không nghĩ, họ tưởng rằng là nói như vậy cho nó qua đi, nhưng mà người dân người ta nhớ hết. Người dân ở trong nước thông minh lắm,
Nói chung người Việt Nam của mình chỗ nào cũng thông minh hết, không phải là ở trong nước. Nhưng mà họ càng sống trong một cái chế độ bị kìm kẹp tự do tư tưởng bao nhiêu đó, thì lại họ lại càng nhớ lâu. Tôi hỏi anh Công có ai quên được vụ Mậu Thân 1968 không? Có ai quên được ngày 30 tháng 4 không? Không có ai quên được vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm hay các vụ án khác. Thành ra người Việt Nam mình nhớ lâu nhưng không hận thù. Cái con người Việt Nam mình rất cao quý ở cái chỗ là bực tức thì rất bực tức, nhưng mà không hận thù. Không hận thù. Bởi vậy cho nên là những người Cộng sản Việt Nam đó, họ mới lợi dụng được những cái chuyện đó, họ mới tồn tại, họ mới cai trị được lâu. Thì đấy là một cái điều bất hạnh cho dân tộc Việt Nam đó anh Cộng. Xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần và xin kính chúc ông được dồi dào sức khỏe để ông còn tận tụy theo đuổi cái hoài bão của ông và cũng như hướng dẫn cho những cái thế hệ hậu bối một cái con đường đúng của những người hiến thân phục vụ truyền thông trong cho tập thể Người Việt. Vâng, xin cảm ơn anh Công. Và cái điều sau cùng là tôi cũng xin cảm ơn quý vị. Cái mong, cái nguyện ước của tôi từ xưa đến giờ là làm sao chúng ta có được một cái trường dạy làm báo đúng theo những cái tiêu chuẩn của báo chí quốc tế. Và khi nào tôi chỉ mong đất nước chúng ta có hòa bình thật sự, có tự do dân chủ thật sự, và những người làm báo còn sống ở nước ngoài hãy trở về Việt Nam để xây dựng một trường dạy làm báo chuyên nghiệp, một trường dạy làm báo đào tạo một thế hệ làm báo để đền áp lại công lao của những vị tiền bối đi trước. Là bởi vì ngoài báo chí ra không có cái nguồn dư luận nào mạnh mẽ bằng tiếng nói của nhân dân, mà nhân dân cần báo chí và báo chí cũng cần có nhân dân để mà tồn tại. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, VATV xin chân thành cảm tạ nhà báo Phạm Trần đã dành cho đài và cho quý vị một thời gian quý báu để cho chúng ta tìm hiểu được và biết được tài liệu báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn từ năm 1954 cho đến nay. Thay mặt cho VATV, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã tận tụy hỗ trợ cho anh em VATV từ những ngày đầu tiên hoạt động, dìu dắt và trao quyền kỹ năng cũng như ý thức về vai trò và trách nhiệm của người làm truyền thông. Kính chúc nhà báo Phạm Trần có những ngày thanh thản và hạnh phúc. Chúng tôi, Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy xin được kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa với nhà báo Phạm Trần. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa khác vào kỳ tới.